giờ là 5:30 sáng và mình sẽ đi câu. Mở cửa cho anh. À, sáng sớm thì mình chọn hồ Toàn Nghĩa để mình đánh một tí tới 7 giờ thôi. Mình di chuyển một cái hồ khác nên mình chất luôn anh em. Cái lưỡi mình xài hôm nay là cái lưỡi gì đó, và cái thế lưỡi nó rất là khó vướng mà cũng rất là khó dính cá tại vì nó ngập xuống nên là sẽ nhóng rất là lâu. Đấy, đánh sát bờ trước nè. Đánh pitching đấy, mồi lướt cho mặt nước. Nó khác với skipping, thì skipping là mình đánh từ phải qua trái, thì đánh pitching là đánh từ trái qua phải. Nè, anh em để dây cắt cái khoen cuối cỡ một gang tay ha. Đó, và mình búng thì cổ tay này búng lên. Đó, búng lên. Ok, mình sẽ đánh vô cái lỗ đó nha. Dưới trên cây thì nó cũng không có vướng được, nó mồi nó rớt xuống là ok. Đó, lướt. Thường có là nó ăn rồi chứ mình không có cần bào, nên là mình đánh không có bào nhiều. Ok, thì đánh skip nha. Đây là phải qua trái nên là phải skip nè. Mình sẽ đánh ở cái ao này á, là tại vì người ta ít cầu lùa ở đây nên là con cá nó vẫn còn lạ với con lùa, còn có cái hồ ở trong nữa. Chỗ trong là cái hồ mà xưa mình hay quay clip cho anh em coi á. Đánh đây tầm 10-15 phút mà có cá là mình đi xuống dưới cái hồ dưới đó. Có cá này, cá này nè, thấy không? Xảy rồi, xảy rồi, xảy rồi. Có cá tát. Để đánh skipping nha. Để coi cho nó có ăn lại. Con nó chắc cá cứng quá, cá nhỏ nó hay sung lắm. Ta phục cái bỏ. Đến đây rất là cẩn thận vì dưới trên là mấy tôm nè. Đóng không cẩn thận là gãy cần dưới chơi. Phải lưu ý đánh là phải nhìn trước nhìn sau nha. Rồi để cần cá
chạy dây. Con tôi cứ để cho nó ngậm thôi, tại vì con mồi mình rất là bự, với lại cái thế lưỡi nó cũng rất là khó vô nữa. Nó nhả rồi. Còn nha anh em, còn nha. Đóng sao đây ta? Ở căng dây nè. Đó. Rồi sảy. Hay quá thiệt ơi, xúc con mồi. Lầy lá, lầy lá. Các bạn có hiểu cái cảm giác đấy không? Các bạn có hiểu cái cảm giác đấy không? Sảy cá rồi. Chắc ai bây giờ chắc mình ngu. Nghe thông báo hết rồi. Cá. Sảy rồi. Đứng tuốt ở đây mà con cá nó còn thấy mình được. Còn trước cái cọc rồi. Còn không ta? Còn Ý. Ủa là sao? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Sao? Có cảm giác. Có cảm giác là được. Skip đi, chắc mình không có chỉ anh em nữa làm gì ha. Trời ơi. Cáp kìa. Con không? Con không? Nhả rồi. Cáp đúng. Ghê thiệt chứ. Ăn cá lóc buổi sáng lúc nào nó cũng sung. Chìm xuống. Cá ăn không, ném skip vô mồm cho con mồi chìm xuống là cá ăn. Còn không? Còn cá nha anh em, để cho nó chạy tí, nó ngậm mồi tí. Sảy rồi đó, mồi xúc ra luôn nè. Ủa cá ăn nữa. Trời cá ăn không biết luôn trời. Sảy rồi. Trời cá nó ăn nó chạy ra ngoài á anh em, mình không có để ý.
fish gì đó lại. Bỏ rồi. Trời ơi, sáng nay tắm hụt quá trời luôn ta. Tắm hụt sảy lum la trơn, một mình ghê. Góc này cũng là góc mình dính cá nè. Trước mặt mình luôn. Sảy rồi. Gì đây? Hết rồi. Đừng tìm. Đang đùa. Sáng giờ vừa sảy cá mà vừa bị lủng bánh xe đó nha anh em. Anh nói bữa nay đi câu không coi ngày xui. Mới nói luôn á. Ồ, con cá này bị bệnh rồi. Sáng giờ xui dữ lắm, giờ mới dính được con cá đó anh em. Anh thấy những cái chỗ mà dưới gầm như vậy nè, mình đánh fishing là rất là hợp lý luôn. Để sợi dây như vậy ha, mình búng cái cổ tay lên đó. Đâu có rối dây đâu, mình phải tập mới quen. Chứ còn mà mọi người cứ hỏi mình là sao mà đánh được liền, chỉ là một phần thôi, nó chỉ là 20-30%. Kể cả skipping cũng vậy nữa. Đâu phải là mình chỉ cái là mấy bạn làm được liền đâu, chỉ chịu khó tập thôi. Tập một thời gian. Mà đánh liên tục á thì mình mới quen tay được. Chứ còn lâu lâu mấy bạn đem ra bạn đánh chơi vui, thể hiện đồ là đánh lâu lắm. Được cái lúc đó thôi. Còn lúc sau là quên tay là vướng rồi lum tùm la thứ liền. Cá nhà này sảy rồi. Cá nhà ngang ngay cột bên kia kìa, tìm lên luôn. Bự không? Ok, anh Hoàng bạn mình lên cá nha mấy bạn ơi. Cá đẹp ha. Anh nhá hơi à? À, quay chim, quay chim. Mở mở con cá ra cho anh coi. Đây, quảng cáo mời của anh Huấn. Đây.
Nó đánh kiểu này lâu là yeah, mình phải về cái anh à. Yeah. Bét. Không, anh em nhớ không hỏi anh Hoàng nha. Cái hang này cứ đóng liền, không có cần nhóng gì hết á. Là tự hắt sảy à. Khỏi con gỡ, mở tay đó anh em ơi. Yeah. Ủa, cái gì nữa vậy? Đâu cũng vậy. Thấy sao? Đã không cần không? Chỗ rộng rãi thoáng mát. Đồ ăn thì bét. Hồ thì rộng bao la. Đúng cái màu con cá đẹp. Nó màu vàng vàng vậy á. Đúng cá đồng luôn.